Hello quý vị các bạn, hiện tại Tân Nguyễn đang có mặt tại tiệm Golden Nail Lounge thuộc thành phố Waldorf, tiểu bang PA. Thì hôm nay Tân Nguyễn có dịp đi đến thăm tiệm của anh Dino, là một khách hàng của công ty GDS. Thì hôm nay anh trước tiên là đi đến thăm anh cũng như là hỏi tình hình tiệm của mình trong cái mùa dịch, về cái lượng khách nó có giảm hay là như thế nào, anh có thể chia sẻ được cho quý chị được biết không ạ? Thì nói chung là dịch thì nói chung khách thì cũng giảm đi, nhưng mà thời gian này thì mình có remodel tiệm lại. Thì làm tiệm rộng khang trang thì khách tới nó thích. Rồi cũng nhờ cái công ty này thì cũng kéo được nhiều khách cho biết hơn. Em thấy tiệm mình remodel lại, lần trước em có ghé thăm một lần á, thì tiệm mình bên đó thì anh chưa có extend ra, nhưng mà bây giờ extend ra nhưng nhìn rất là đẹp. Và tiệm anh khi mà em vô á là em không có nghe cái mùi giống như là một số tiệm có cái mùi acrylic đó, làm bột rất là nhiều đó. Thì anh có cái bí quyết nào chia sẻ mà tiệm mình không có mùi ở trong tiệm mà nó có một cái mùi thơm được không anh? Cái đó thì tiệm thật sự ra thì có cái dàn hút rất là mạnh, và đồng thời mình cũng có cái chất khử mùi riêng. Thì cái đó thì mỗi người sẽ có làm riêng một cái mùi cho mình. Thì có nghĩa là mình đầu tư vô cái dàn hút thì là hút mạnh cho mạnh, không có cái mùi nữa cho khách hàng dễ chịu đúng không? Dạ, mà thợ làm ở đây ngồi suốt ngày thì cũng không có nghe cái mùi gì hết luôn. Thì cái sức khỏe của thợ cũng khá là quan trọng. Em thấy tiệm của mình rất là chăm sóc chu đáo cho thợ của mình. Và một cái nữa em muốn hỏi anh là anh đã đi với công ty GDS những cái sản phẩm cũng như là dịch vụ nào ạ? Hiện tại thì mình xài của cái POS của công ty này cũng được hơn 2 năm rồi. Thì tất cả mọi cái nó rất là thuận lợi cho từ cái check in, check out, tính tiền cho khách, và đồng thời làm lương nữa thì cũng khỏi mất thời gian, mà cuối tuần rồi cộng rất là nhiều tốn thời gian. Ngoài cái sản phẩm POS và Customer Care Check-in Campaign chung với nhau anh đi với công ty, thì anh còn đi với công ty sản phẩm nữa không ạ? Đồng thời mà mình cũng có cái ATM bên góc bên kia. Thì anh cũng đi với công ty luôn đúng không? Những lúc mà khách nó cần cho tiền tip cái đồ nhân tiện lợi cho thợ thì khách nó tự nó rút ha. Cảm ơn anh. Thì không tốn thêm quá nhiều thời gian của anh còn rất là busy nhiều công việc khác. Thì em xin trước tiên là cảm ơn anh đã cùng cộng tác cho cơ hội công ty GDS cộng tác với anh để support những cái dịch vụ như sản phẩm, để giúp đỡ cho tiệm mình có một cái phần mềm quản lý, chăm sóc, chia lương cho thợ và check in cho khách rất là tiện lợi. Và cũng cảm ơn anh đã đồng hành với công ty. Thì em xin chúc cho tiệm của mình ngày càng đông hơn nữa, cũng như là nhiều khách hơn nữa để biết tới tiệm của mình. Rồi, cảm ơn nhiều ha. Mình cũng chúc công ty càng ngày càng phát triển rộng ra ha. Và có nhiều người biết đến với công ty ha. Xin cảm ơn anh.